Hello, vâng, lại là em Huấn Phạm đây. Em đến từ La Sơn, Bình Lục, Hà Nam các bác nhá. Rất vui trân trọng cảm ơn các bác anh chị đã quan tâm đến shop, theo dõi ủng hộ cũng như là mua các mặt hàng bên em. Đó, hôm nay thì bên em lại tiếp tục về một số mặt hàng mới. Thì em lại lên một video ngắn nhanh để gửi tới quý các bác anh chị các bạn khắp mọi miền Tổ quốc. Các bác xem kênh thì đừng quên nhấn like, nhấn đăng ký và chia sẻ ủng hộ cho em. Lưu ý các bác là đã gọi điện thì không nhắn tin, mà đã nhắn tin thì không gọi điện để tránh việc shop lên đơn nhiều lần các bác nhá. Đấy, có tình trạng là các bác là gọi điện không được, các bác lại nhắn tin. Đấy, và nhắn tin thì xong lại gọi điện lại thì rất là phiền cho bên em. Đấy, lên đơn 2-3 lần mất công các bác nhá. Hôm nay thì bên em lại tiếp tục về rất là nhiều mặt hàng mới các bác nhá. Thì em lại lên gửi tới quý các bác anh chị các bạn này. Đấy, đầu tiên thì em lên cho các bác cái đèn pin đeo đầu cảm ứng này. Đấy, hàng nội địa Nhật, em về chỗ này được khoảng 20 cái các bác nhá. Được khoảng 20 cái thì lại lên gửi tới quý các bác anh chị. Cái thân này của nó là bằng nhôm các bác nhá. Thân này của nó bằng nhôm này. Đèn này là thuộc hệ đèn cảm ứng rất là nhạy luôn các bác nhá. Đấy, các bác dùng cảm ứng thì nhấn cho em vào cái nút hình wifi này. Đấy, vuốt qua vuốt lại này. Đấy các bác thấy không? Rất nhạy luôn. Vuốt qua là bật này, vuốt qua là tắt này. Đó. Rất là nhạy luôn, rất tiện dụng cho các bác sử dụng nhá. Các bác lên mã cho em là đèn đeo đầu cảm ứng. Đây, nó có thể quay góc 90 độ được các bác nhá. Đấy, chế độ sáng pha thì các bác có thể điều chỉnh ở đây. Đấy các bác thấy không? Sáng trắng luôn. Pha tụm vào này là sáng trắng và rất là xa luôn các bác nhá. Đấy, các bác có thể điều chỉnh pha theo ý mong muốn của mình, rất là tiện các bác nhá. Đó. Thì con này thì bên em đang bán với cái giá là một. Con này thì bên em bán là 180.000 các bác nhá. Đấy, giá thì vẫn giá cũ thôi, không có thay đổi các bác nhá. Các bác lên mã cho em là đèn đeo đầu cảm ứng 180k các bác nhá. Đấy, 180k đèn đeo đầu cảm ứng. Đấy, lên mã giúp cho em, đèn đeo đầu cảm ứng 180k. Mã này thì bên em vẫn bán giá vậy thôi, không có thay đổi gì cả. Hàng made in Japan các bác này. Đấy, made in Japan đây. Đấy, con này thì bên em bán là 180k các bác nhá. 180k. Bác nào lấy hai con thì bên em sẽ bao ship 180k các bác nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là kính hàn thông minh, kính hàn điện tử bên em bán là 200k. Đó, kính hàn thì bên em cũng vẫn bán là 200k, giá không có thay đổi các bác nhá. Con này thì dùng cực kỳ là ngon luôn. Đây, các bác quan sát này. Đấy, em mở ra này. Ở bên trong thì có kính này và có cả dây đeo cho các bác luôn, có cả dây đeo tặng kèm luôn các bác nhá. Để các bác dùng lâu thì các bác có thể đeo vào. Đấy, các bác bóc cho em cái lớp dây bóng này ra này. Đấy, bóc cái lớp dây bóng này ra. Đó, thì đây. Các bác nhìn cái biển này. Đấy, nhìn cái biển này. Đấy, nhìn thấy cái biển là các bác vẫn nhìn thấy số bình thường nhá. Khi em bật cái con đèn này lên này. Đấy, bật con đèn này lên. Đặc biệt là em mô phỏng bật cái chế độ nháy cho nó. Đấy, khi em bật chế độ nháy cái là đèn nó các bác sẽ không nhìn thấy chữ nữa các bác nhá. Đấy, các bác thấy không? Đấy, ý nhấp nháy như này là ý là đang hàn là các bác sẽ không nhìn thấy, nhưng mà em bỏ ra là các bác lại nhìn thấy cái biển bình thường. Đây, các bác này. Đó, các bác thấy không? Rất là tiện dụng các bác nhá. Đó, các bác thấy không? Đó, đây, mô phỏng rất là rõ luôn. Các bác nhìn nó nhấp nháy này là không nhìn thấy chữ đâu. Đấy, nhưng em bỏ ra thì các bác lại nhìn thấy chữ bình thường. Đó, các bác thấy không? Đó. Thì con này bên em đang bán là giá là 200k. Đấy, mô phỏng trực quan sinh động cho các bác luôn. Đấy, rất là dễ hiểu. Rất là dễ hiểu luôn các bác nhá. Đó, rất là dễ hiểu luôn. Đây, thì con này bên em đang bán là 200k. Các bác lên mã cho em là kính hàn điện tử các bác nhá. Đó. Kính hàn điện tử 200k. Đây. Đấy, kính hàn điện tử 200k. Các bác lên mã nhanh giúp cho em. Kính hàn điện tử 200k. Đó. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm tiếp theo đó là cái kéo gà này. Kéo gà thì bên em đang có hai mẫu đấy. Đó là hàng của Nhật và hàng của Đức. Đó. Hàng của Nhật thì bên em đang có cái dòng kéo to này. Bên em bán là 230k. Đấy, hôm nay thì nếu bác nào lấy kéo gà thì bên em cũng sẽ bao ship cho bác luôn. 230k bao ship các bác nhá. Đó, 230k kéo gà của Nhật to. Đấy, còn con của Đức này thì là 160k, 160k. Bên em cũng sẽ bao ship cho bác luôn các bác nhá. Đó, 160k. Riêng mã kéo gà này là bên em sẽ bao ship các bác nhá. Đó. Con của Đức này thì nó độ sắc bén thì như nhau, nhưng nó nhỏ hơn và mỏng hơn. Đấy, dài thì bằng nhau, nhưng mà tay cán thì nhỏ hơn thôi các bác nhá. Đấy, lưỡi mỏng hơn. Đấy, còn độ sắc thì như nhau. Đấy, con này thì hôm nay bên em bán là 160k bao ship. Đấy, còn con này thì hôm nay bên em sẽ bán là 230.000, cũng bao ship cho bác luôn. Các bác lên mã cho em là kéo gà Nhật các bác nhá. Kéo gà Nhật to đây. Đấy, Japan này các bác này. Đây. Đây các bác này. Đấy, Japan đây. Con này thì bên em bán là 230.000. Hôm nay bên em sẽ bao ship cho bác kéo gà to 230k. Các bác lên cho em là kéo gà Nhật các bác nhá. Kéo gà Nhật 230.000 bao ship. Còn đây là kéo gà Đức này. Kéo gà Đức này thì bên em bán là 160.000 bao ship. Hai con này đều có các tính năng, ví dụ như là kẹp cua ghẹ này, đánh vảy cá này, đây, cái phần sống này để đánh vảy cá này. Rồi có thể là cắt gà, cắt vịt các bác nhá. Hàng của Đức đây, made in Germany này. Đấy, còn cái con này là hàng của Nhật này, Japan này các bác. Đó. Thì hai mẫu như này các bác nhá. Đó, hai mẫu như này. Các bác sử dụng trong căn bếp gia đình nhà mình rất là tiện và xịn sò luôn. Hàng là cán kiếc là bằng hợp kim hết. Đấy, còn lưỡi là bằng thép, rất là sắc
bén coi nhá. Đó, đánh vẻ cá giếc ngon này. Con này là 160k bao ship. Đấy, con này là 230k bao ship các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái siêu phẩm, đó là cái chiếu mây các bác nhá. Chiếu mây Nhật đây. Đấy, chiếu mây Nhật thì hôm nay bên em lại tiếp tục về các bác nhá. Đó, hàng rất là chất lượng luôn. Đó. Bên em thì đang có hai mẫu, bên em bán là 550k. Đấy. 550k các bác nhá, 550k bao ship các bác nhá. Đó. Thì em đang có hai mẫu này. Một mẫu là mét. Một mẫu là 2 mét này. 2 mét 1,8 mét. 1,8 mét và một mẫu là 2 mét này. 1,6 mét. 1,6 mét. Đó, 1,6 mét các bác nhá. Đó thì giá tiền là như nhau các bác nhá. Đấy. Chất liệu của chiếu thì cực kỳ là đẹp luôn các bác nhá. Chất liệu của chiếu cực kỳ là đẹp luôn. Đây, hàng của thương hiệu Muji này các bác này. Đấy, Muji Made in Japan các bác nhá. Đấy, chữ rất to rõ ràng luôn. Đây, thì hàng rất là đẹp luôn các bác nhá. Nó có dòng là 1m8 2m và 1m6 2m. Đầu tiên là các bác được tặng kèm nguyên một đôi gối này rồi. Một đôi gối này bây giờ nếu các bác mua vớ vẩn ngoài thị trường nó cũng đã phải là trăm hơn trăm nghìn một đôi gối này rồi, mà chưa chắc đã là đạt hàng chất lượng các bác nhá. Đấy, nhưng đây nguyên một đôi gối như này, rất là đẹp luôn. Đó, gối to, gối đôi rất là đẹp. Một đôi gối như này cộng với lại một chiếc chiếu như này các bác nhá. Chiếu rất là đẹp luôn các bác này. Đó, chiếu rất là đẹp luôn. Hàng chiếu hai mặt các bác nhá. Chiếu là chiếu hai mặt. Các bác dùng cực kỳ là thoải mái luôn các bác nhá. Đó, chiếu hai mặt. Làm là hoàn toàn bằng sợi mây tự nhiên các bác nhá. Sợi mây tự nhiên. Màu sắc rất là đẹp và trang nhã, rất là lịch sự, đặc biệt là mùa nóng như này các bác nằm thì cực kỳ là thoáng mát. Cực kỳ là thoáng mát, êm ái các bác nhá. Đó. Mùa hè thì các bác nằm cái mặt này cho em. Mùa đông thì các bác lật lên, nằm cho em cái mặt này. Chiếu hai mặt các bác nhá. Đó, chiếu hai mặt. Rất là đẹp luôn. Đây các bác thấy không? Hoa văn hoa lá cảnh cái này. Đấy, rất là đẹp luôn. Thì mùa đông các bác nằm mặt này thì lại vừa đẹp, vừa sang, vừa ấm áp các bác nhá. Còn mùa hè thì các bác nằm mặt này. Đấy, cũng rất là thanh lịch thanh nhã các bác nhá. Rất là đẹp luôn. Mát mẻ, nằm rất là êm ái mát mẻ các bác nhá. Đó thì các bác liên mã cho em là chiếu trúc các bác nhá. Tùy theo kích thước giường của nhà mình thì các bác lấy thôi. Còn giá tiền thì nó không có thay đổi. Đấy, đều là 550.000 bao ship cho bác, 550.000 bao ship. Đấy thì được các bác được tặng kèm thêm hai cái vỏ gối nữa, rất là giá trị các bác nhá, rất là giá trị luôn. Giá là 550.000 bao ship các bác nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái mẫu thùng đồ nghề đây, thùng đồ nghề, hàng của thương hiệu Matador. Đấy, Matador, hàng của Đức các bác nhá. Đây. Hàng thì cực kỳ là chất luôn các bác này. Đấy, rất là chất luôn. Để đầu tiên là test sản phẩm thì em đứng lên cho bác xem này. Đấy. Người em 70 cân các bác nhá. Đấy. Người em là 70 cân các bác nhá. Đấy, 70 cân. Đấy, em đứng lên cho bác xem, dãm dạp thoải mái ngon lành luôn các bác nhá. Đó. Đấy, test sản phẩm rất là ok các bác nhá. Nhảy trên chốc ok luôn. Đó các bác thấy không? Hàng rất là chất luôn. Của thương hiệu Matador các bác nhá. Thùng đồ nghề rất là chất luôn. Thương hiệu Matador. Made in Germany các bác này. Đấy. Hàng đến từ đất nước Đức các bác nhá. Nước Đức. Đấy. Con này thì bên em đang bán với cái giá là 550k. Đấy. Đấy, con này thì bên em đang bán với cái giá là 5, dài là 42 này, cao 20, rộng 20 các bác nhá. Đó. Bên em bán với cái giá là 550k bao ship các bác nhá. Đó, 550k bao ship cho bác luôn. Con này nặng của nó là 4,2 kg các bác nhá. Đó, tức là 4 cân 2. Đấy, hàng rất là đẹp. Tuyệt vời ông mặt trời luôn. Đấy. Ngăn dưới này thì của nó là 10, cao 10, rộng 20, còn các ngăn trên này thì là cao 5 và rộng 10 các bác nhá. Cao 5 là rộng 10. Đó. Rất là ngon lành luôn. Có lẫy khóa cho bác luôn nhá. Các bác có thể khóa vào đây. Đồ nghề cá nhân không muốn cho ai sở hữu. Đấy, sử dụng của mình thì bác khóa lại. Có hai quai sách luôn. Kéo ra kéo vào cực kỳ là tiện các bác nhá. Đây, hai quai sách này. Kéo ra kéo vào rất là ok luôn. Rất là trơn và nuột nà các bác nhá. Nó rất là nuột nà luôn. Các bác thấy không? Đây. Rất là ngon lành. Nà luôn. Đấy các bác thấy không? Rất là chuẩn chỉ. Ngon lành cành đào luôn. Đấy, rất chắc chắn các bác nhá. Đó. Nặng của nó là 4 cân 2, thép sơn tĩnh điện không gỉ các bác nhá, rất là đẹp luôn. Đó, hàng này còn rất nhiều nhưng em xin dừng video tại đây. Đấy, các bác mua hàng thì có thể liên hệ tới các số hotline của bên em đây. Lưu ý các bác là đã gọi điện thì không nhắn tin, mà đã nhắn tin thì không gọi điện nữa, để tránh việc là shop phạm huấn lên đơn nhiều lần, thiệt hại cho shop cũng như là các bác phải nhận hàng rồi mất công. Đấy, rồi gọi đến này bảo là tôi nhận hàng rồi thì rất là mệt, cho nên là các bác đã nhắn tin thì không gọi điện nữa, mà đã gọi điện thì không nhắn tin nữa, tại vì là nhân viên bên em sẽ giải quyết hết đơn cho các bác, nên các bác không phải băn khoăn là cái chuyện là sợ là không nhận được hàng hoặc là sợ không chốt được đơn. Đấy, cho nên là các bác lưu ý giúp cho shop phỏng vấn như vậy. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi cũng như là mua hàng và ủng hộ shop phỏng vấn trong suốt thời gian qua. Xin chào lại quý các bác anh chị video lần sau. Em xin chân thành cảm ơn.
cái bát để cháu.